Mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị sẽ tiếp tục chơi tô tranh cát nha. Và bức tranh cát mà chị chọn ngày hôm nay để tô cho các em coi đó chính là một chiếc bức tranh cát hình một con tàu. Con tàu này đang lênh đênh trên bãi biển, rất là đẹp, có cả con chim nữa. Đây là bức tranh được một bạn trai gửi đến yêu cầu chị cũng khá lâu rồi và đến ngày hôm nay chị mới có thể tìm được để thực hiện yêu cầu này ha. Tất nhiên chúng ta không thể thiếu những màu cát ở đây. Chị có tổng cộng đến 13 màu cát luôn. Cát rất đẹp. Ok nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô tranh cát nhé các bạn nhỏ ơi. Đầu tiên chị sẽ tô hình con chim. Tiếp theo, tô hình cột buồm. Bây giờ sẽ là cánh buồm. Những cánh buồm này chị sẽ tô thật là nhiều màu sắc khác nhau nhé. Wow, chúng ta đã tô con tàu này với rất là nhiều những cái màu sắc về những cái cánh buồm. Đây là cái tiện biểu tượng mỏ neo. Nào, xuống phía dưới chúng ta sẽ tô màu cái con thuyền này nha. Tầng đầu tiên chị sẽ tô màu vàng. Con tàu này của chúng ta sẽ có đủ màu sắc luôn. Tầng này sẽ tô màu hồng. Sau cùng, tầng ở phía dưới, chị sẽ tô màu gì đấy? Màu xanh này nha. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ tô cái nước biển ở phía dưới. Thank you.
ra chúng ta đã tô xong bức tranh cát này rồi. Bây giờ sẽ tiến hành tô nền nha. Chị sẽ tô màu da cho nền bức tranh này. Xong, chị sẽ rắc cát màu da lên nha. Tuyệt vời, gần xong rồi. Và bây giờ chị Jin xin sẽ gỡ luôn cả cái đường viền chỉ đen để chúng ta sẽ tô cát đen lên cho đẹp nhé. Sử dụng cát màu đen. Nếu các bạn nhỏ không thích thì chúng ta vẫn có thể để lại cái đường chỉ đó. Thì nếu mà để đường chỉ đó nó sẽ đẹp hơn. Tại vì màu cát thì chắc chắn nó sẽ bị lủng củng một chút xíu. Nhưng mà vì chúng ta tô tranh cát cho nên chị Kim Sinh sẽ chơi tới bến. Tô hết, gỡ ra tô hết ha. Wow, các bạn nhỏ ơi, chị Kim Sinh đã hoàn thành xong việc tô màu bức tranh cát hình con tàu đang lênh đênh trên biển rồi nè. Các bạn nhỏ thấy chị Kim Sinh tô như thế nào? Có đẹp không? Hay là có cần góp ý gì thì hãy bình luận ở bên dưới cho video này cho chị Kim Sinh biết với nha. Sắp tới, các bạn nhỏ muốn yêu cầu chị Kim Sinh tô màu bức tranh cát gì thì cũng hãy bình luận ở bên dưới. Chị hứa chị đọc được và sẽ trả lời từng bình luận của các em cũng như là sẽ cố gắng thực hiện các yêu cầu của các em nhé. Còn bây giờ thì chị Kim Sinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau. Chào tạm biệt các em.